Vâng, Tiến Mimi lại xin chào cả nhà, chào tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay Tiến Mimi sẽ quay hai đôi loa 826. Nó về từ hôm mà nó vội chưa quay được. Thì là Tiến Mimi nói là đôi này hôm Tiến Mimi tháo cho bác xem rồi đấy, đẹp xuất sắc, cảnh nó từ nó xếp nhá. Đó, hôm mở hộp bên trong rồi đấy. Thì đôi này Tiến Mimi bán cho các bác là mấy cái giá là 18 triệu tại nhà, còn bao ship thì là cũng thêm 1 triệu nữa là 19. Còn một đôi này cũng như thế nhưng mà nó vận chuyển nó bị thủng lỗ này. Hai chiếc đồng bát nó bị thủng này. Đó. Cái này bị thủng này, vỡ này. Đó. Nó vỡ cái lấm đấy, vận chuyển xa đi vỡ. Thì đôi này Tiến đi bán giá cực rẻ cho các bác, nếu các bác nào mà lấy, còn nguyên zin từ Anvet nhá. Nguyên zin hết từ Anvet. Có mỗi là hai lo bát là nó bị vận chuyển thì là nó quăng quật đấy, thì là kiểu dạng như là nó bị thủng mất hai cái lấm. Thì Tiến đi để nguyên bản chứ không làm lại thay lấm gì cả, để nguyên bản luôn. Phần loa là nguyên bản zin từ Anvet. Đấy. Thì nếu bác nào lấy thì là Tiến BB lấy các bác là 13 triệu tại nhà, nếu bao ship là 14 triệu các bác nhá. 13 triệu tại nhà, 14 triệu bao ship. Loa vẫn đẹp xuất sắc luôn, bông vuông đét này đẹp luôn. Có mỗi tội là bị vỡ hai lỗ này thôi bác. Một cái lỗ ở cái này, hai lỗ bát này. Đấy. Còn loa chép thì zin từ Anvet luôn. Mà kể cả tép này bây giờ là bán côn đầy, không thiếu. Mua ở bên Mỹ đầy, eBay. Tiến BB cũng gửi mua mấy cặp. Thì hôm nào về Tiến BB cũng giới thiệu cho các bác. Có mấy trăm nghìn thôi. Cả lắp đít nhựa luôn chứ không phải là cái côn không đâu. Bên nước ngoài là bán cả đít nhựa làm sao luôn. Đó các bác. Các bác không lăn tăn, không ngại ngần thì mà phải về vấn đề chép của loa JBL nữa. Đó. Đây, nếu bác nào lấy loa 826. Thằng này thì Tiến BB bán 13 triệu tại nhà. Còn những đuôi đẹp như này thì vẫn là bán 18 triệu tại nhà. Nếu bác là có nhu cầu lấy thì liên hệ với Tiến BB. Theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến Mimi ở Thổ Tàng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, rồi xin chào các bạn.